Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Ford EcoSport nhé. Ford EcoSport nó là phiên bản mini SUV, dòng xe SUV hạng nhỏ. Nó cùng phân khúc cả dòng xe Hyundai Kona, Kia Seltos và bản CX-3 chuẩn bị mới ra mắt ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, các chương trình khuyến mại này và tổng chi bên bánh cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà sang tháng 4 này đang áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho anh em. Thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium ạ. Bản 1.5 Titanium nhá. Với giá niêm yết nó đang là 646 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 596 triệu thôi ạ. Tức là giảm giá cho là 50 triệu tiền mặt ạ. Ngoài ra sẽ tặng cho em là 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 696 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 665 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 683 triệu đấy ạ. Đó. Các chi phí mà nó tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí mình chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ bảo hiểm tự nguyện. Anh em có muốn mua hay không mua thì tụi em thôi, trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua, tối thiểu là 1 năm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Ford EcoSport bản Trend ạ, nó bản thấp nhất của dòng xe EcoSport nhá. Với giá niêm yết nó đang là 603 triệu đấy ạ. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 553 triệu nhá. Tức là giảm giá cho em là 50 triệu tiền mặt và tặng cho em thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Ford EcoSport bản Trend này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 648 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 618 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh đó chính là 636 triệu đấy ạ. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là Hà Nội thuế 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế 10% và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh đó chính là thuế 10% và biển số là 20 triệu nhá. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy ạ. Đó. Về trả góp thì anh em chỉ cần bỏ ra với giá tùy từng phiên bản nhé. Mỗi phiên bản thì nó rơi vào tầm khoảng 200 triệu đến 250 triệu thôi ạ. Anh em chỉ cần bỏ ra với trả góp nó như vậy, anh em có thể là mang chiếc xe về nhà được rồi ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng chi bánh cho em toàn bộ các dòng xe của Ford EcoSport rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Ford, cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.